Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô cần câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn cần là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu cây cần đầu tiên nha. Cây cần đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây SVR nha các bạn. Một cây SVR. Phần tay cầm đi lên nè các bạn, có chữ SVR mà nó bị mờ nha các bạn. Sọc là sọc màu nâu. Bát phẳng nha các bạn, bát phẳng. Cây này có chiều dài là 1m65 nha các bạn. 1m65 gọn của nó là 45cm nè các bạn. Màu bạc phối với cam nha các bạn. Phần khoen nha các bạn. Phần khoen. Chất liệu của cây này là chất liệu phít nha các bạn. Một cây chất liệu phít. Cây này là cây cần nội địa Nhật nha các bạn. Một cây nội địa Nhật chất liệu là phít. Phần đọt nha các bạn. Phần đọt màu đỏ cam rất là nổi bật luôn nha các bạn. Phần nè, đọt đây các bạn. Màu đỏ cam rất là nổi bật luôn. Độ cứng cái này là 15-20 nha các bạn. Cây số 1 này có giá là 150k nha các bạn. Cây số 1 150k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cây cần số 2 nha các bạn. Cây cần số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn cũng là một cây cần rút mini luôn. Màu xanh, tay cầm màu xanh. Mấy cái này nó có bị dơ nhẹ nhẹ nha các bạn. Bát phẳng này các bạn. Bát phẳng, tay cầm màu xanh. Ở phần trên là màu bạc nha các bạn. Ở phần trên là màu bạc. Đây. Một cây Enjoy Bass 1m65 nha các bạn. Cây này là 1m65. Gọn là 41cm nè các bạn. Gọn 41cm. Màu bạc nha các bạn. Cây này chất liệu của nó là phít. Một cây nội địa Nhật. Đây. Màu bạc rất là đẹp nha các bạn. Bộ khoe nè các bạn. Phần đọt nha các bạn. Phần đọt. Độ cứng là 15-20 luôn nha các bạn. Cây số 2 này có giá là 150k nha các bạn. Cây số 2 150k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cây cần số 3 nha các bạn. Cây cần số 3 muốn giới thiệu với các bạn là một cây cần rút mini. Cây này là một cây nội địa Nhật nha các bạn. Chất liệu của nó là carbon này các bạn. Đây, từ dưới phần tay cầm đi lên thiết kế rất là đẹp luôn nè các bạn. Chất liệu thì là carbon. Bát phẳng nha các bạn. Bát là bát phẳng. Cây này có chiều dài là 1m65 nha các bạn. 1m65. Gọn là 46cm nè các bạn. Màu là màu đen. Rất là đẹp. Chất liệu carbon. Một cây nội địa Nhật nha các bạn. Đây. Right way. Còn phần này là phần tiếng Nhật nha các bạn. Màu đen nè các bạn. Phần khoen. Cây này về ngoại hình còn khá là mới luôn nha các bạn. Rất nhỏ gọn và tiện lợi. Đọt trắng nha các bạn. Đây phần đọt. Độ cứng của cây này là 15-20 nha các bạn. Cây số 3 rất là đẹp luôn nha các bạn. Chất liệu carbon nội địa Nhật. Dài 1m65, gọn 46cm nha các bạn. Cây này, cây số 3 này có giá là 230k nha các bạn. Cây số 3 230k. Tiếp theo mình xin giới thiệu cây số 4 nha các bạn. Cây số 4 cũng là một cây cần rút luôn nha các bạn. Cây này ngoại hình còn khá là mới. Cũng khoảng 85-90% các bạn.
từ phần dưới lên. Ở đây có một cái khoen màu vàng này các bạn. Đây, màu xanh, vân xanh, màu đen. Bát phẳng nha các bạn. Bát là bát phẳng nha các bạn. Cây này là có chiều dài là 2m4 nha các bạn. Gọn lại là 68cm nè các bạn. Đây, một cây 2m4 gọn 68cm. Kantan nha các bạn. Một cây nội địa Nhật. Chất liệu của cây này là phíp nha các bạn. Bộ khoen nha các bạn. Bộ khoen. Màu đen phối với xanh nè các bạn. Cây này thì còn rất là mới luôn. Cây này 2m4 nha các bạn. Chất liệu là phíp. Một cây nội địa Nhật. Đọt trắng nha các bạn. Đây, đọt là đọt màu trắng. Đọt trắng nha các bạn. Độ cứng là 15-20 luôn nha các bạn. Độ cứng 15-20. Cây 2m4 gọn 68cm này có giá là 230k nha các bạn. Cây số 4 230k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cây số 5 nha các bạn. Cây số 5 là một cây cần tây dài này các bạn. Đây. Màu của nó thì rất là nhã nhặn luôn. Vân đen này các bạn, có phối vàng. Màu là màu nâu nha các bạn. Cây này là một cây nội địa Nhật, cần tây nội địa Nhật nha các bạn. Dài là 4m rưỡi nha các bạn. Đây, dài 4m rưỡi. Gọn là 5-6cm nha các bạn. Màu rất là đẹp, nhã nhặn lắm các bạn. Màu nâu phối với đen. Có phần đen luôn nè các bạn. Phối vàng nữa. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Về ngoại hình thì rất là ok luôn nha các bạn. Về ngoại hình rất là ok luôn. Màu rất là nhã nhặn và nhẹ nhàng luôn. Màu nâu. Dài là dài 4m rưỡi nha các bạn. Một cây nội địa Nhật. Chất liệu của cây này là phíp nha các bạn. Chất liệu của cây này là một cây phíp. Cần tây chất liệu phíp nha các bạn. Phần trên nữa các bạn. Rưỡi nha các bạn. 4m rưỡi nhưng mà gọn thì nó rất là gọn luôn. Nó gọn lại chỉ có 56cm thôi nha các bạn. Rất tiện lợi để mình mang theo. Đây, phần đọt nha các bạn. Phần đọt này các bạn. Đọt thì rất là dẻo luôn. Cây cần tây 4m rưỡi này có giá là 230k nha các bạn. Cây số 5 230k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cây số 6 nha các bạn. Cây số 6 mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây cần rút mini. Hôm qua mình có bán một cây giống nhưng mà màu của nó nhẹ hơn. Màu này thì màu xanh nó đậm hơn một xíu nữa. Đây các bạn. Chất liệu carbon nha các bạn. Bát phẳng này các bạn. Bát phẳng. Chất liệu carbon. Màu xanh rất là đậm. Khoen nha các bạn. Bộ khoen. Hôm qua mình có ấy nè các bạn. Đây là C-Bat. Dài 1m8 nha các bạn. Dài là 1m8 nha các bạn. Phần những này là màu dạ quang rất là đẹp luôn. Dài 1m8. Gọn chỉ có 46cm thôi nha các bạn. Gọn chỉ có 46cm thôi. Chất liệu cây này là carbon nha các bạn. Một cây nội địa Nhật chất liệu carbon. Dài 1m8, gọn 46cm nha các bạn. Đây phần này là phần đọt này các bạn.
phần đọt nha các bạn. Độ cứng của nó là 15-20 nha các bạn. Cây số 6 này có giá là 200k nha các bạn. Cây số 6 200k. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho mình hoặc để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.